Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của nhà bếp 89. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một cái con robot khá là ngon, bổ và rẻ của Maiden. Con này thì nó là con có model là Maiden MD20011. Con này là nó một trong những con là cải tiến hơn so với con 19510 một chút. Và giá thành nó như con 19510. Đầu tiên nó cải tiến cái gì? Kiểu dáng thì nó hơi khác 19510. Và nó sẽ có cái màn hình LED trên đây, trông nó sang xịn hơn một chút. Cái đấy là cái điều thứ nhất. Đấy là kiểu dáng thì hơi cải tiến. Cái thứ hai là nó sẽ khác với 19510 là nó là con lau hút đồng thời. Tức là lau hút đồng thời cùng một lúc, chứ không phải là hút xong mới lau như con 19510. Cái thứ ba là nó có thể điều khiển trên app. Điều khiển trên app là gì? Nó có thể kết nối với điện thoại, bật on off, chọn chế độ hút nhẹ mạnh hoặc là lốc xoáy, hoặc là chọn chế độ lau ít nước nhiều nước, và cài đặt hẹn giờ trên app nhé. Đó, đó là cái nó cải tiến hơn hơn con 19510. Và nó có một cái nữa thêm là nó thêm cái túi này. Cái túi rác này là nếu mà mọi người mà không cần cái hộp rác này thì mọi người có thể gắn trực tiếp cái túi rác này vào đây để nó hút nhá. Cái túi rác thì nó có tác dụng là hút nó êm hơn là các dòng hộp như này. Cái tiếng động cơ nó sẽ êm hơn một chút. Con này thì giá hiện tại nó như con 19510 thôi. Nó loanh quanh khoảng độ tầm 4 triệu, chưa đến 4 triệu một tí thôi. Trước con này nó giá nó khá là cao, nó rơi khoảng độ 6-7 triệu. Nhưng bây giờ giá nó cực kỳ hợp lý luôn. Và con này nó bình thường những con như này bây giờ là các hãng nó hay làm cái chổi bụng này. Nhưng mà có người thích chổi bụng và có người không thích chổi bụng. Như em là em không thích chổi bụng. Vì sao? Cái chổi bụng này nó hay bị kẹt cái dị vật vào, ví dụ như dây hoặc là cái đồ to, nó kẹt vào là nó sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức. Nhưng mà cái này nó có rất hay, cái này nó hút được đồ to này, nó hút được đồ to này và nó không bị quấn, nên là máy nó hoạt động trơn tru hơn. Cái bản thân em là riêng thích như này. Con này nó có thể hút một cái Lego hoặc là hút một cái giấy bóng nhỏ nhỏ vào đây luôn. Đó, nó giống với con 19510. Nó hay hơn là em không thích chổi bụng, thực sự là như thế. Nếu chổi bụng mình tháo ra thì nó không sạch, nhưng mà để cái chổi bụng thì rất hay kẹt luôn, cực kỳ dễ kẹt. Đó, đó là cái điều. Có thể là mỗi người một quan điểm, nhưng em thì thích không có chổi bụng như con này. Nó hút trực tiếp vào đây, nó sẽ hút được nhiều cái bụi to thô hơn. Và tất nhiên rồi, con này thì nó pin của nó là 100 phút. Nó dùng cho nhà khoảng độ 100 đến 110 mét nhé. Con này thì nó đường chạy thì cũng như con 19510, nó cũng chạy rích rắc và nó cũng làm xong là nó về, chứ nó không hút hết pin. Và nó cũng sẽ không bỏ sót những cái chỗ nào mà chưa làm nhé. Nó nhớ những cái chỗ mà nó đã làm rồi. Nói chung là nó thông minh hơn 19510 một chút về cải tiến về điện, về dùng trên app. Và kiểu dáng thì nó dày và to hơn 19510 một chút. Đi kèm nó là một cái bộ chổi lọc và khăn sơ cua nhá. Đây là cái đế nước riêng này. Đây. Và con này thì nó có chế độ lau ít nước và nhiều nước, chứ không như 19510 thì nó chỉ có một chế độ thôi. Và con này thì nó có cái nó có cái chọn được cái lực hút, tức là nó có 3 chế độ chọn lực hút. Con này khách các ông bà già thì nếu mà không biết cài app thì có thể ấn vào đây, ấn on off ở đây trực tiếp như con 19510 thôi. Hoặc là nếu mà anh em nào mà muốn cài app thì cài app để đi, ví dụ như mình đi xa mà mình muốn nó tự động làm việc hoặc là lau nhà ấy, thì mọi người điều chỉnh ở trên app. Cái con này thì lưu ý mọi người là dùng lau sàn ấy thì đừng cho nước lau sàn nhé. Chỉ một là nước chuyên dụng của robot, hai là nước trắng thôi nhá. Vì nước lau sàn hoặc là tinh dầu nó sẽ bị, một thời gian nó sẽ bị tắc và hỏng cái bơm của máy đấy. Đây, cái đế này thì nó cũng giống đế của 19510 thôi. Nó cũng cải tiến hơn một chút so với 19510. Nói chung là em đánh giá với cái tầm giá này thì nên chọn con này, nó thực sự là như thế. Thêm app này,
thời gian dài đến 10 phút này, và có thể chọn được các chế độ ở trên app này, lau hút đồng thời này. Đó, kiểu dáng này đẹp hơn này. Đó, đó là cái ưu điểm của nó so với con 19510. Giá thì hiện tại nó như con 19510 thôi. Giá Medion thì được cái là khá là bền. Nếu mà các dòng 195 cải tiến các thứ 18 này, 19 này lên dòng 20 này thì rất là bền. Riêng Medion thì cực kỳ bền luôn. Dùng 4-5 năm thoải mái. Khi rằng hỏng lỗi cái gì thì có thể thay, thay pin các thứ, có khi chạy phà phà thôi. Thực ra thì đa phần lỗi là rất nhiều là lỗi người dùng không biết cách sử dụng. Đầu tiên là bị hút nước sẽ hỏng motor hoặc hỏng mạch. Cái thứ hai là không vệ sinh, rất dễ gây đến hỏng motor và hỏng các cảm biến. Cái thứ ba là đổ nước lau sàn hoặc tinh dầu vào trong cái bộ lau của nó thì nó sẽ gây tắc bơm, hỏng bơm. Đó. Nguyên nhân người dùng gây lỗi chưa đúng, người dùng chưa đúng cách gây lỗi gần như chiếm khoảng độ 80-90% so với lỗi kỹ thuật. Con này thì nó có cảm biến chống rơi nhé, chống rơi cầu thang thoải mái luôn. Con này thì bên em đang bảo hành 12 tháng lỗi kỹ thuật free ship nội thành Hà Nội, ship CD toàn quốc nhé, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà. Tất cả các dòng này đều có hết pin tự động sạc nhé, và đầy pin tự động ngắt, chống rơi cầu thang và có các cảm biến. Đây, gặp chướng ngại vật sẽ tránh nhé. Đây, đây là cái ở đây nó có cảm biến và ở đây là cái thanh giảm chấn nhé. Va vào thì nó sẽ bật ngược, va vào thì nó sẽ quay trở lại nhé. Nói chung con này hiện tại là giá cực kỳ tốt, mọi người hãy mua về để gọi là phục vụ mình và tết nhất không phải ngồi quét nhà hay lau nhà gì nữa, cứ ngồi ấn một cái là chơi thôi. Con này thì bên em đang bảo hành 12 tháng lỗi kỹ thuật free ship nội thành Hà Nội, ship CD toàn quốc nhé. Con này thì nó dùng điện 220, cắm quạt nó là bảo Nhật Đức nên là sẽ dùng điện 220 nhé. Mọi người thoải mái với cái dòng điện của Việt Nam mình. Mọi người hãy like và subscribe kênh YouTube của nhà bếp 89 để nhận những video mới nhất về sản phẩm. Em xin chân thành cảm ơn.